lý do bạn chọn vào ngành kiến trúc là gì? Là do bạn dột khóa hay là do nghe cái ngành này giàu? Mình nghĩ thì cho dù bạn chọn lý do nào đi chăng nữa mà chọn vào trong ngành này thì một cái điều dũng cảm đó. Thực sự ra thì cái ngành này không giàu như bạn nghĩ đâu. Mình tên là Thiện Quân. Chào mừng bạn lại tới kênh của mình. Hôm nay mình nói về một cái podcast liên quan tới ngành nghề của mình chính là kiến trúc. Nói thêm một số điều nữa là thời gian vừa qua thì mình cũng thấy rằng nhiều bạn cũng khá là tò mò và hỏi mình về cái chuyện là nếu mà trước khi thi vào kiến trúc á, thì các bạn cần biết được điều gì thì sẽ tốt hơn trong quá trình theo học cái ngành này. Thì ban đầu mình cũng có nói chuyện với một số bạn sinh viên từ thời năm 1, nhưng mà mình nghĩ đây là cũng là một cái dịp hay để mình có thể làm một cái clip để giúp cho những cái người cũng cần những cái câu trả lời này có thể nghe được một cái thông tin của một người đã ra trường rồi. Ok, mình ra trường rồi nha. Không dài dòng nữa, mình bắt đầu từ những cái mà các bạn cần có và những cái mà các bạn cần biết. Cái điều đầu tiên là nếu mà các bạn nghĩ là vào cái ngành này để mà có thể thoát nghèo nhanh thì thôi thôi bỏ 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 bỏ. Tại vì chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Mình nghĩ là cái chuyện theo ngành này để giàu thì cũng có đó, nhưng mà khá là khó để mà nhanh được bạn. Tại vì nếu mà các bạn đủ may mắn và cũng như đủ tài năng thì nhất là các bạn cũng cần thời gian để mà xây dựng cái thương hiệu cá nhân cũng như là những cái sản phẩm các bạn xây ra nó không theo hướng là ngày một ngày hai mà nó tính theo năm. Để có những công trình đẹp đi thi khá là dài quá. Thành ra mình nghĩ là chuyện mà các bạn tìm vào ngành nghề này vì những cái lời đồn về cái sự giàu có trong ngành này thì thôi thôi bỏ nha. Tại vì sao mình cần phải nói cái lý do các bạn chọn trước? Tại vì mình phải có cái động lực từ đầu thì chúng ta mới có thể đi xuyên suốt con đường 5 năm hoặc là có thể hơn nếu các bạn mến thầy mến cô và cống hiến cho nhà trường. Nhưng mà mình mong là không nên vậy. Ok, còn những cái điều kiện cho các bạn có thể học ra trường thì đương nhiên rồi, điều kiện đầu tiên là tiền hoặc là chi phí học của ngành này nó khá cao hơn so với cả ngành còn lại. Nếu mà các bạn là những cái người ở trong một gia đình mà nó hơi khó khăn tài chính một xíu thì theo ngành này nó là một cái gì đó nó khá là chật vật đó. Hệ đồ án và những cái mà học của ngành nghề này nó là cái hệ đồ án chạy xuyên suốt trong tất cả 5 năm. Thành ra là cái chuyện mà các bạn phải chi tiền cho in ấn tìm hiểu cũng như là có những cái đoạn bắt buộc các bạn phải tới thực địa thì nó là những cái chi phí kèm theo nữa. Đó là điều thứ nhất. Vì mình thấy là bạn bè mình cũng có nhiều bạn theo kiểu là gia đình nghèo mà vượt khó, nhưng mà nó khó lắm các bạn. Tại vì các bạn phải đi làm thêm làm hôm, cái nghề này vốn dĩ là nó đã đốt thời gian các bạn nhiều lắm rồi. Nó là rồi các bạn cũng sẽ ra trường thôi, nhưng mà nó cũng khá chật vật. Và mình rất là nể phục các bạn trong gia cảnh khó khăn có thể vượt qua được. Cái điều tiếp theo nữa là các bạn cần có một cái sức khỏe của bạn. Tại vì cái ngành này là nó là một trong những cái ngành phá sức rất là nhiều. Các bạn có thể thức 4 5 ngày hoặc một ngày ngủ tầm 1 2 tiếng thôi để mà cày đoạn. Cái này nguyên nhân là do là các bạn bị chạy deadline và đôi khi nó có một cái là các bạn nhây về thời gian. Hay mấy bạn sinh viên kiến trúc hay nói là kiến trúc không nhây thì không phải là kiến trúc. Thực sự là điều này không nên. Tại vì nó sẽ để lại hệ lụy về sau rất nhiều. Rồi những cái quy trình la đọa của các bạn là 80% thời gian đầu là các bạn đi chơi và 20% còn lại là dù hết chạy deadline thì cũng không không đến như vậy. Nhưng mà nói gì thì nói cho thực sự ra cái ngành này nó khá nặng. Cho dù các bạn siêng năng từ đầu đến cuối đôi khi
nó cũng có gặp những cái tai nạn thì chắc các bạn phải nút bó hút hoặc là uống cà phê thay nước cũng có, nhưng mà hy vọng là đừng có cái chuyện đó nhiều quá, nó hại sức khỏe lắm các bạn. Cái chuyện sức khỏe trong ngành nghề mình á rất là nên giữ gìn, tại vì nếu mà các bạn không bị giữ sức khỏe thì tầm năm 27 tuổi thôi, có thể là 25 hoặc là có thể là 27 thì lưng các bạn bắt đầu đau rồi, cổ vai gãy các bạn bắt đầu có những cái triệu chứng kêu rắc rắc chẳng hạn, nói chung là không ổn đâu, nên là nên giữ gìn sức khỏe nhé. Và cái cuối cùng mà các bạn cần có là các bạn nên có một cái đam mê. Thường trong các nhà tâm lý học á, hoặc là những sách tâm lý mình đọc á, thì có nói một câu rằng là những cái niềm đam mê chúng ta sẽ bị giảm bớt đi khi mà chúng ta thực sự làm cái ngành nghề đó theo hướng là chuyên sâu hoặc là chuyên nghiệp. Mình thấy là cái này đúng á, tại vì có một thời gian mà khi mà môi trường công sở ngày nào cũng chạy deadline cho tới 8-9 giờ đêm mà về, hoặc là có thể là ở luôn công ty để làm việc tới sáng, thì hàng ngày mình tự hỏi là ở cái ngành này mình thực sự là có coi là cái đam mê của mình không. Nhưng mà quay lưu cũng tới thì kinh nghiệm của mình với ngành nghề này nó vẫn còn, thành ra là do chưa mình vẫn còn duy trì cái ngành nghề này như là một cái ngành chính. Sau này thì mình không biết, nhưng mà thì đại loại là vậy. Còn trong 5 năm học đại học á, thì các bạn cần có một cái lòng kiên trì, nhất là đừng bỏ cuộc. Tại vì khi mà các bạn làm đồ án sẽ có rất nhiều cái gọi là trạng thái cảm xúc á, khiến cho các bạn bỏ đoạn giữa chân. Mà đây là một cái lời cảnh báo của một cái sinh viên ra trường, cũng như là mình có đi dạy đại học, thì nếu các bạn nợ 3 đoạn liên tục á, thì khả năng cao là rất nhiều bạn bỏ, tại vì không thể nào trả được, hoặc là phải dời lại một năm để mà trả những cái đồ án cũ. Thì mình nghĩ là cũng không nên như vậy. Các bạn nghĩ là cái ngành kiến trúc này thì chúng ta cần có một cái sự kiên trì và lì lợm nhất định để mà có thể qua được cái hệ đồ án. Và từ khi các bạn ra trường cũng tập cho các bạn cái sự kiên định. Thật ra là mình thấy rằng là những cái bạn mà kiến trúc thường có những cái nét riêng, hoặc là những cái nét nó hơi ngô ngô đúng không? Tại vì là họ phải chịu những cái áp lực như vậy đâu các bạn. Nói gì thì nói cho các bạn, trong những cái môi trường khác thì mình không biết, nhưng mà riêng môi trường của kiến trúc là một môi trường tốt cho các bạn có những cái mối quan hệ tốt, và cũng như thầy cô cũng rất là support cho các bạn. Vì thầy cô trong kiến trúc đa số là mang tính chất chuyên nghề, và họ cũng đang là đi làm sống với những cái ngành nghề đó luôn, chứ không phải chỉ đi dạy đâu. Đa số là những cái người có những cái offer, những cái doanh nghiệp phía ngoài rồi. Thành ra là các bạn nên thấy là mình nên học hỏi từ những cái người có cái kinh nghiệm vừa giảng dạy và vừa đi làm như vậy. Riêng anh kiến trúc thì được một cái là các thầy cô sẽ rất là thân thiện, nhưng mà cũng có sẵn sàng triệt hạ những cái mầm mà nó không tốt. Thế nên trong quá trình các bạn làm đồ án thì đôi khi các bạn sẽ gặp khó khăn từ phía thầy cô. Nhưng mà chính ra từ phía thầy cô cũng thấy rằng là những cái đồ án các bạn thực sự không ổn. Và đôi khi họ có những cái lời nó hơi gắt để cho các bạn nhận ra sự thật càng sớm càng tốt rằng mình không hợp với cái ngành này. Sau cùng thì mình nghĩ là chọn ngành kiến trúc là một cái ngành sáng tạo rất là đẹp. Mình đã là người tạo rất là đẹp thì các bạn xứng đáng được tự hào về cái chuyện đó. Mình nghĩ là vậy á. Nhưng mà các bạn cũng nên biết được những cái điều mà trước kia nếu mình ước rằng có người nào nói với mình là những điều như vừa rồi, thì đôi khi cái ngành nghề mình bây giờ có thể đã khác. Nhưng mà rất tiếc là không ai nói với mình cả. Cũng biết là may mắn hay là sao nữa. Ok, nếu mà các bạn thấy clip này hay, vì thuật toán của kênh nếu mà cái lượt like nhiều thì sẽ được tăng tương tác, nên đó là mong các bạn cho mình xin một like để có thể giúp cái clip này được nhiều người nghe hơn. Xin chào và chúc các bạn một ngày vui vẻ.